Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lập Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục hành trình trong thời đại nhà thám hiểm. Hôm qua là một chuyến khám phá ở bên thế giới Abyss mình rất là bất ngờ luôn. Khi qua bên đó thì thế giới đó khá là âm u ha. Bên cạnh đó còn rất là nhiều hiệu ứng xấu nữa. Thế nên bây giờ mình sẽ gom cỡ 62 cái phôi sắt mình ra, mình làm hết những cái xô đi. Hút sữa chứ không gì hết á. Quan bệnh có gì mình còn uống sữa để giải mấy cái hiệu ứng xấu nữa. Lỡ có một vài hiệu ứng xấu mà nó kéo dài tầm 30 giây một phút á, thì mình nên giải ra để mình có thể tiếp tục khám phá nó tốt hơn ha. Rồi, múc cạn sữa của em bò này luôn. Bò sữa mà. Rồi, cho mấy cái sữa vừa múc vô. Còn 4 xô nè. Nó xúc láng luôn. Cái ba lô mình là toàn là sữa không. Bó tay luôn á. Còn về thức ăn thì cà rốt vàng mình còn 12 củ. Không biết là có đủ cho một chuyến khám phá hay không. Thế nên mình sẽ mang theo... Ui, gần hết rồi hả ta. Lại phải đầu tư thêm vàng để làm cà rốt vàng ăn rồi. Sẽ đổi ra thật là nhiều hạt vàng. Sau đó ấn công thức táo vàng và làm thôi. Đủ chưa? Rồi, quá trời đủ á. Ủa, ở đây nó còn có cái chìa khóa vàng gì nè. Ồ, chìa khóa vàng này dùng để làm gì? Mình có dùng chìa khóa vàng này để làm phụ kiện không? Wow, mình gắn vô đây được nữa. Không biết công dụng của chìa khóa này là gì ha. Ok đi, nhét trong người đi. Hy vọng chìa khóa này sẽ mang lại sự may mắn cho mình. Rồi, giờ thì chuẩn bị xô sữa để cho chuyến khám phá bên thế giới Abyss an toàn hơn rồi. Mình sẽ trở lại thế giới Abyss để thực hiện một việc rất là quan trọng trong ngày hôm nay. Lần này mình xuất hiện thì nó cho mình lên trên rồi. Vừa qua thì nó cho mình liền hiệu ứng hồi phục nè. Chắc nó sợ mình bị mất máu á. Rồi, mình đã tiêu diệt được một con zombie cản đường mình. Hôm nay á, thay vì đi khám phá ở phía trên nữa thì mình sẽ đổi hướng đi xuống dưới lòng đất nha. Tại vì nghe đồn bên đây những cái khoáng sản có thể làm được rất là nhiều loại áo giáp khác nhau. Và toàn là đồ xịn thôi. Mình thì cũng khá là thích mấy cái giáp xịn xịn á. Nên qua đây đào mai thử. Hy vọng là mình sẽ kiếm được một mớ đồ tốt ha, mang về ha. Đầu tiên là đi xuống dưới trước rồi đã. Đó, thấy chưa, chưa gì mình đã bị hiệu ứng sợ hãi rồi nè. Hiệu ứng xấu ở bên đây là nó sẽ xảy ra liên tục luôn. Nên cũng khá là khó khăn đấy. Nhện tới chứ. Nhện siêu tốc độ. Căng vậy. Mới qua đã gặp con nhện siêu tốc độ rồi. Oh my god. Rồi, và trong cái hang này để coi nó vẫn có những cái khoáng sản ở trên thế giới thường của mình. Cái này là gì? Fire Arc. Fire Diamond. À, đấy rồi. Hôm qua có một cái anh, ảnh cần kim cương lửa. Và hôm nay, mình đã đào được một viên kim cương lửa rồi nè. Nó có thể làm được áo giáp luôn. What the... Nhìn áo giáp cũng rất là xịn, có thể làm được kiếm nữa nè. Fire Netherite. À, đây nè. Đi rồi, mình đã tìm được kim cương lửa rồi. Đào thôi. Có rất là nhiều ở đây luôn á. Rồi, mình đào được bao nhiêu rồi? Mình đào được 7 rồi. Ở đây còn rất là nhiều luôn. Ngoài kim cương lửa thì còn có một loại kim cương nữa, đó chính là kim cương băng. Mình chưa có gặp được, hy vọng là hôm nay mình gặp được loại kim cương băng đó luôn nha. Mới vô là thấy hên hên rồi đó. Ui, nhưng mà những con nhện ở dưới hang này thì nó sẽ rất là nhanh nha. Nó siêu tốc độ ấy. Ý, Scorpion. Không, mấy cái con tốc độ đó là con bò kẹp. Scorpion. Thì ra bò kẹp tốc độ nhanh đến vậy sao? Khá là đáng sợ đây. Cái này là Lauren này, cái mà mình hái hoa được. Bỏ qua đi. Mình sẽ đi tiếp. Coi trong hệ thống hang này nó còn cái gì không. Nè, nó dẫn mình tới một cái hang khác luôn nè. Có kim cương lửa thì thôi, cho mình kim cương băng luôn đi. Mình đang rất là cần kim cương băng. Vẫn chưa thấy. Hay là kim cương băng nó nằm ở sâu hơn ta?
Này tiếp tục là kim cương lửa nè. Where are you, kim cương băng? Abyss Orb, cái quặng màu tím tím. Nó rơi ra cho mình một cái Abyss Diamond. Làm được cúp nè. Làm được nhẫn. Cái nhẫn này không biết làm có khó ta. Mình còn thiếu cái file nút này. Vậy là công thức này hơi khó rồi. Bên cạnh đó còn làm được áo giáp không? Được áo giáp luôn nha. Tương đối tốt đấy. Ok, đào luôn. Nói chung là hầu hết các khoáng sản ở bên thế giới Abyss này mình đều có thể dùng nó làm áo giáp cũng như là một số vũ khí trang bị ha. Rất là hay luôn. Nhưng mà bên đây nó hơi ghê ghê một xíu. Đánh đổi lại là nó rất là ghê rợn ha. Khó thấy rồi. Tiếp tục khám phá coi. Ồ, những cái dây leo này khi mà đụng vô phát là mình sẽ bị mù lò liền luôn. Né né mấy cái dây leo ra nha. Đó là những nguyên nhân để gây ra cái khả năng mù lò của mình á. Né né ra mới được. Hạn chế đụng nhiều nhất có thể ha. Và nó mọc. Ủa cây này tốt vậy. Mình đụng vô một phát mình lên trái tim nè. Life Nugget. Hạt sự sống. Làm được nhẫn luôn. Làm được một cái chiếc nhẫn hồi phục nè. Wow. Những cái đi. Ở đây có những cái cây hồi phục á. Nè nè cái cây nè. Cho mình khả năng hồi phục rất là tốt luôn. Chắc mình phải làm một cái chiếc nhẫn hồi phục quá. Một cái nhẫn gì là cần 8. Ủa gì? Một cái Lightstone, viên đá sự sống này thì mình cần 8 cái nugget ha. Và mình cần 4 cái như vậy. 8. Để mình tìm cỡ 32 cái dây leo sự sống đó ha. Hình như dưới này mình gặp vài cái nữa hay sao nè. Phải không nhờ? Ôi trời trời trời, cái này là đụng vô là mù chứ sự sống cái gì. Ok, một xíu thì mình sẽ pha mấy cái dây leo sự sống đó sao. Còn công việc bây giờ của mình là tìm thêm những loại khoáng sản ở đây. Nè nó nè. Đó, lấy thật là nhiều vậy. Nãy giờ thì mình chỉ mới tìm thêm được cái Abyss Diamond thôi. Chưa tìm được Ice Diamond ha. Có vẻ là cái loại kim cương băng đó hơi khó tìm. Hoặc là cái vùng này không có. Mình nghi là vùng này không có rồi. Chứ có là nãy giờ chắc mình cũng đã gặp mất tiêu rồi. Nhưng mà nãy giờ mình không có gặp. Đào một hồi mình loạt vô một cái mê cung gì rồi. Mấy nó dẫn mình. Ủa, có rừng Ultra Abyss Diamond. Ý? Là nó ghép từ hai cái Abyss Diamond lại với nhau. Đi đúng kiểu lạc trôi luôn á. Đi tình tên cái tự nhiên lạc vô cái mê cung gì nè. Đây là con rương. Có dưa hấu Abyss nữa. Ăn mình sẽ đầy ống thức ăn luôn ha. Khá là tốt đấy. Dưa hấu VIP. Để rương tiếp. Tiếp tục là dưa hấu nè. Và nó còn cho mình cái gọi là Unknown Gem, dùng để làm được áo giáp. What? Ui cái lỗ khoáng sản này làm được áo giáp chính giáp luôn. Mạnh tương đương với cái áo cho random mà còn nhiều độ bền hơn nữa. Wow. Căng vậy. Nhưng mà nó cho mình có một thôi. Đây bên đây cho mình thêm một nữa. Ngon. Ôi thua rồi, tính ra lạc cho vô đây cũng ngon lắm á chứ. Hiểu luôn. Thì ra nó giấu cái rương ở ngay chính giữa này nè. Ra là vậy. Và cái rương chính giữa thì nó chỉ cho mình sắt với kim cương thôi. Và một cái quyển sách đánh mặt lùi. Quá là
bèo. Tầm này mới cho mình tầm hoài trong cục anh Kno Jam thì chắc vui lắm á chứ. Tham lam. Darkstone dùng để làm được chìa khóa. Frozen Diamond. À đây nè, kim cương. Kim cương bị đóng băng nè. Hình như cái này chế tạo với kim cương bị đóng băng để làm một cái cánh cổng gì đó. Ngon, đạo luôn. Ủa sao lại có tuyết? Sao có tuyết đây nữa? Ủa sao cái này giống cánh cổng vậy ta? Nè nè. Ủa nó xây gan cánh cổng luôn. Mình có 8 cục rồi, để mình đào thêm vài cục nữa đó. Có gì giờ mình tự xây cánh cổng cũng được. Mình bắt trước nó mình xây theo. Xây chắc cũng giống cổng địa ngục thôi chứ gì. Để mình đào thử coi con nó giấu. À nó có dấu gương nè. Hên là mình có kiểm tra nha. Tại vì không không thể nào khi không mà nó lại phủ những cái lớp tuyết ở đây được. Còn dấu cái gương nào không? Rồi hết rồi. Mình đào sạch bách luôn rồi. Nó chỉ cho mình đúng một cái gương thôi. Và trong gương thì nó sẽ cho mình Frozen Diamond, là kim cương bị đóng băng nè, cũng như là một cái chìa khóa ha. Ủa có lẽ nào. Ê, đây có cánh cổng. Giờ cho mình thêm chìa khóa. Ý trời. Để mình làm liều, mình thử kích hoạt lên. Được luôn. Thời tới kẻ không kịp là đây chứ đâu nữa. Ôi đi qua luôn. Bệnh gì cỡ. Đi. Ui, đây vẫn là thế giới. Thế giới gì vậy? Sao đen thui thù lùi vậy? Ui sao giống như cái thế giới cũ của mình nhưng mà nó đổi màu á. Ê đừng dụ nha. Không vui. Ừ sẵn tiện đây với hang mình thử mình đào coi có kim cương băng ở đây không. Mình khám phá tập cả chục cái hang rồi mà ở bên đây nó không có kim cương băng luôn. Kim cương đóng băng luôn. Là sao ta? Tự nhiên bên thế giới Abyss nó lại cho mình một cái cánh cổng đi qua một cái thế giới khác nữa. Hình như cái thế giới này là thế giới đóng băng hay sao ấy. Không có gì ngoài băng luôn á. Nó còn có. Ủa sao cái tên đó nhìn nguy hiểm vậy? Đối tượng này hơi nguy hiểm nha, mình dương cung sẵn. À đây là chiến binh băng. Quýnh một cái nữa cái máu mình. Kháng được mũi tên luôn. Nhưng mà dễ gì kháng được nhát chém của mình. Ghê thiệt. Ôi ôi. Ủa cái gì đó? Cái gì vừa tấn công mình ơi. Ồ chết xong thì lại biến thành linh hồn tấn công mình hả? Seeker. Ở đâu rồi? Seeker nè, chết chưa? Chết chưa cứng? À như nó chết rồi. Ghê thiệt, có hai sinh mạng luôn nha. Và có một cái mảnh chiến binh nè, làm được một cái viên gì đó. Từ cái viên đó mình lại làm được một cái phôi. Từ cái phôi lại làm được một cái kiếm 19 sát thương. Wow. Xịn vậy. Đồ xịn. Vậy là mình cần phải farm rất là nhiều những cái thanh niên cờ nai đó. Phải farm thì mới làm được. Thôi mình chỉ có mình farm đi ha. Đây là thanh niên nào đây? Ui ai cờ nai nè. Này nè thanh niên này thấy chưa? Một hit chém không chết nổi. 3 hit mới chết. Oh no. Ngoài ra còn triệu hồi ra những cái thanh niên bóng ma nữa. Rất là khó chịu ha. Ồ, thì ra đây là vùng đất để mình có thể farm và chế tạo ra đồ xịn. Thời tới cản đâu có kịp. Cố gắng farm thôi. Bên cạnh đó thì mình cũng phải bye bye kiếm công trình cái đã. Làm đồ xịn là một chuyện mà khám phá cũng là một chuyện quan trọng không kém. Phải khám phá, mình tìm tòi coi vùng này nó còn cái gì không. Chẳng lẽ nó chỉ có như vậy thôi sao? Lạ thiệt á. Lần đầu mình thấy một cái thế giới mà nó ít sự sống đến như vậy luôn. Thỉnh thoảng mới có những cái thanh niên chiến binh này thôi.
Ồ, chưa để đánh nốt cái tên này luôn. Hai tên luôn hả? Ghê thiệt. Sau nhiều lần mình trở lại thế giới này thì bây giờ nó đã xuất hiện một cái loài quái vật mới. Đó chính là những con sói. Sói âm phủ nè. Ui, nó mạnh lắm, nó mạnh lắm. Chó, rất tiếc cho con chó này. Chó sói ạ. À? Chó sói nè. Ghê thiệt, bây giờ lại có thêm chó sói âm phủ nữa. Không biết sau này còn có những con gì khác xuất hiện hay không. Để mình tìm những cái thanh niên này coi coi có thanh niên nào mua áo không, không. Ủa mua cái phôi không. Mình nhớ cần một cái chiếc nhẫn hả? Không không, mình cần tìm cái người mà mua. Không, cần tìm cái người mà hôm bữa muốn đổi cái netherite lửa, netherite mà kết hợp từ kim cương lửa nè. Đấy, giống như vậy. Tại vì mình đã đủ công thức rồi. Mình sẽ tìm cái người đó ha. Không biết người đó có còn ở vòng vòng đây không? Phải thanh niên này không? Hình như không phải thanh niên này, gần gần thanh niên này một xíu. Marcus, đúng không ta? Marcus. Đây đây đây, chính là thanh niên Marcus này. Yes, mình sẽ take a gift nha. Hả? Cái gì đây? I really need. À chắc mình phải cầm mình đưa cho thanh niên này. Ui, con gì vừa bắn mình? Phantom. Phantom nè. Mình sẽ đưa cho thanh niên này. Hay, nhận lấy đi bro. Yes. Phải nè. Nè right phải. Cho chưa. Ấy. Mình nhận được cái này nè. Ủa sao tự nhiên mình nhận được cái áo giáp này? Ồ, ảnh cho. Ui, xong rồi. Trời, vậy là khi mình chế tạo cái này, mình cho đưa cho ảnh nhìn thử là ảnh sẽ cho mình một cái áo giáp Netherite. À, mình có thể kết hợp cái này với cái áo bình thường nữa hả? À, mình có thể kết hợp với cái áo bằng kim cương lửa để làm một cái áo kim cương lửa mà phiên bản Netherite ha. Ủa gì? Sao nó cứng cứng ở đây ta? Áo Netherite lửa. Phải không ta? Mà nói chung là một cái áo giáp gì liên quan tới lửa đi ha. Mắc mệt tuyệt luôn á. Rồi, còn anh chi xanh này thì còn một chiếc nhẫn thường. No. Vậy là xong chưa ta? Hình như xong rồi đó. Xong bên đây thì ok, lời được cái áo giáp Netherite. Nói chung thì cũng được được đi. Bên đây là thanh niên gì đây? Thanh niên là Carlos. Carlos là à, thanh niên này cần dưa hấu. Cái này mình mới loot được. Nè 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 nè. Alive food. Cho tôi qua đi. Cho tôi qua gì chưa? À, mình đưa thanh niên này dưa hấu. À biết. Thì ảnh sẽ cho mình táo vàng và một trái táo vàng cường hóa. Ui giời ơi, trao đổi này quá là lời cho mình luôn. Tuyệt vời. Ăn dưa hấu này hồi phục tốt thiệt. Mình sẽ coi coi còn thanh niên nào trao đổi đồ xịn không. Kiếm chắc thêm mới được. Tầm này khó khăn rồi. Cái gì kiếm thêm được là mình tranh thủ mình kiếm. Thanh niên này cần mình five bottle, mình đã tìm được rồi. Coi anh có cho mình gì không? Cho mình tech a gift chưa? Ủa mình nhớ là mình tìm được cái vùng băng rồi đó. Anh có cho mình món gì không? Hình như anh không cho mình gì hết. Phần West. West đây cũng đâu cho mình gì đâu. Su cana thì chơi. Thử dân mai lần cuối nha. Mình sẽ tìm thêm một cái anh trao đổi nữa. Đây đây, ở đây có anh. Lại là Marcus. Ô Marcus thì mình đã trao đổi rồi. Anh không cho mình trao đổi nữa. Để mình tìm một anh khác. Lorenzo. Lại là cái anh này. Mình đã nhớ là mình đã đi tới cánh cổng rồi mà ta. Hay là anh cần cái chìa khóa này ta? Không phải, phải phải.
không đúng, không đúng. Ngoài những cái thanh niên đó lại là Lorenzo nè, có vẻ là những cái người tên giống nhau thì sẽ cho những cái nhiệm vụ giống nhau ấy, ra là vậy. Nó thộp tưởng đâu là cái đó là con boss chứ. Silva thì kêu mình cần phải tìm cái con raptor mà mình chưa thấy con đó nè. Hình như mình đã tìm thấy cái con tên là raptor rồi nè. Ở đây còn con nữa, hai con một lượt. Yes, mình đã giết được hai con raptor rồi, nhưng mà nó không có đưa ra vật phẩm gì để đánh dấu là mình tìm được nó hết. Nó kế bên cái chỗ của cái bạn Silva này luôn nè. Đâu rồi bạn Silva, đâu rồi? Ủa, mình nhớ bạn Silva đâu đây mà ta? Đâu rồi nhờ? Gần gần đây, đây đây đây, Silva đúng không? Không, Lorenzo. Đâu rồi, đâu rồi? Để mình trả cái nhiệm vụ xong mình về mình chế kiếm cái nào. Đây đây đây, Silva đây. Mình đã giết được con kia rồi. Hình như... Ủa, có cho mình gì không vậy? Ê, ê. Ủa, gì rốt cuộc có cho mình cái gì, cái món đồ gì không? Sao mình thấy đồ mình đang nguyên vậy? Blade Runner. Cho tôi... Lauren Power. Sao cho mình cả đống kinh nghiệm vậy? Vậy là cho mình kinh nghiệm thôi á hả? Đúng không vậy? Sao mình thấy có gì đó sai sai hết ta? Ủa, bây giờ lại có thêm cái con gì nhìn ghê lắm nè. Con này có thể giống con bò nhưng mà cũng không giống con bò. Thì cái sừng nó hơi ngộ ha. Mình sẽ farm thử nha. Abyss Tag. Ui, sao nó lại rơi thịt bò nè. Ui, những con bò này. Bò leo cây. Bò xuất hiện trên cây, hơi lạ thiệt. Thôi, bên thế giới Abyss này ngày càng khó hiểu rồi đó. Tính ra hôm nay mình làm cũng được khá nhiệm vụ nè. Có được cái áo Nether Rift Free nữa. Quá là dữ luôn. Lời được một cái phôi nữa chứ. Thôi đi về thôi, bữa nay bội thu rồi. Bên cạnh đó thì chắc mình sẽ sử dụng những cái mảnh này để mình làm luôn một cái phôi ha. Gom lại, mình sẽ làm... Ủi. À, mình phải bao bọc nó lại bằng Loran nữa. Để mình hái những cái bông cái. Hèn gì mình thấy thiếu thiếu. Đây, những cái bông Loran thì xung quanh nhà mình có rất là nhiều ha. Đó, mình sẽ chịu khó hái thêm. 6 rồi. Mình cần 8. 8, đủ rồi nè. Bây giờ thì mình sẽ chế tạo ha. Bao bọc những cái Anno Gem lại. Đó, được 2 cái. Có lời. Xong. Đặt vô giữa. Và mình sẽ đặt xung quanh là những cái mảnh của chiến binh ha. Sau khi nén lại thành cái phôi. Thế là xong. Và mình còn lấy lại được cái Loran Energy cơ. Quá là hời đi mà. Với cái này thì mình có thể làm ra được... Đâu rồi? Một thanh kiếm 19 năm. Nhìn cái sát thương thôi là thấy khoái rồi đó. Thì ra là thiếu cái này. Màn đét ơi. Hai cái hai bên của thanh kiếm á, thiếu là không có làm được. Rồi mình sẽ bắt đầu làm lại ha. Toàn là thiếu thứ dữ không à. Đây, cán kiếm và hai cái lo... gì? Irona, Ikora Stone ha. Xong, thế là mình đã được hai thanh kiếm chiến binh. Quá xịn. Thanh kiếm này thì đánh rất là nhanh luôn, siêu nhanh. Hầu như là mình có thể đánh ngay lập tức liền được luôn á. Sát thương thì 19 là khỏi phải bàn rồi. Mình sẽ thử cường hóa nó lên coi. Sắc bén 4 nữa. 21 sát thương. 21,5 sát thương. Đây là anh kiếm bá cháy. Thua cây kiếm ultimate thôi. Là... Quay. Anh kiếm này hình như nó vừa phát ra cái lượng khói gì cơ. Khi để ý kỹ, khi mình tấn công nó sẽ ra cái làn bụi gì đó. Đó. À, nó cho mình tốc độ. Khi cầm kiếm này trên tay là mình sẽ được tốc độ. Buông ra thì mình sẽ mất liền.
Vậy đây chính là hình kiếm chiến binh bên thế giới Abyss đây sao? Quá dữ. Mình sẽ thử test sức mạnh thanh kiếm này bằng cách đại chiến với một con boss bên thế giới cánh rừng hoàng hôn nha. Bên đó thì còn kha khá boss mình chưa có đánh được. Đi, này khô máu luôn. Tới luôn cạnh cái chỗ đánh boss. Ủa, hình như mình còn bị dính phong ấn. Chưa, từ từ. Cái phong ấn này mình sẽ giải bằng cách là mình sẽ ăn một cái bát thịt bò ha, từ con boss bò nấm. Đấy, mình mới mở phá được phong ấn trong này. Đi vô nó sẽ không bị cháy nữa. Rồi, và trận chiến chuẩn bị với con rắn. Không, chính xác hơn là con rồng. Ủa sao con rồng mất tiêu cái đầu rồi? What the? Không thấy đầu nữa. Không thấy đầu, sao quánh nó đây? Come on man. Ui, cái đầu. Còn mình đánh rồng hai ra mà không cần thấy đầu nó luôn nè. Đấy, phản xạ, mình tập phản xạ luôn. Giữ chưa? Ui, nó phục này, cái đầu này. Cái đầu. Ủa, nó chơi nó tàn hình cái đầu rồi sao mình giết nó được? Không có tí công bằng nào cho mình hết. Thiệt luôn, mọc cái đầu ra đi. Đánh nhau như hai người đàn ông nào. Kìa, nó chuẩn bị phun lửa sao cơ? À, lửa của ngươi còn cùi bắp lắm rồng à. Hiện nguyên hình đi. À, mình đánh vô chân nó được. Mình sẽ chặt chân nó. Kiếm mình mạnh mà. Ui mà lửa nó đốt rất là đau nha. Cẩn thận với lửa của nó. Mình sẽ chặt vô buồng trứng của nó. Đây, cho nó nghỉ đẻ luôn. Cho nó mất giống luôn. Cái này là ga đòn hiểm nhất rồi đó. Ui, hồi phục lại. Mình có thuốc hồi phục mà. Ga đòn cực hiểm. Quýnh ngay hạ bộ nó. Đánh như vậy thì hai ra sao mà đỡ nổi. Đâu rồi, mình sẽ tìm cái hạ bộ của nó. Đây, hạ bộ nó cái đây. Đợi mình xíu. What? Nó giết mình rồi. Mình đã mất đi một cái totem rồi. Totem thời gian. Mình sẽ tranh thủ lúc mà thời gian ngân động. Mình sẽ giết nó. Nó mạnh quá. Ngọn lửa của nó quá mạnh. Với thanh kiếm này thì mình vẫn có thể đánh được nó. Nhưng mà không có gây được sát thương nhiều với nó thôi. Tại vì Hydra là con rồng rất là mạnh. Nó đang phun lửa mình cả. Rồi nó hết phun lửa, mình sẽ lên mình chặt tiếp. Quýnh vô hạ bộ nó vậy mà nó không sợ mình. Ui, lần này thì mình sẽ cẩn thận hơn. Mình sẽ né cái lửa nó ra để hạn chế tối đa sát thương mà nó gây lên mình. Ý là đi đai liền thấy chưa. Hơn là có totem cứu mạng mình. Rồi, chặt tiếp. Sợ chứ cứng. Từ nay về sau gặp lộc là tự ý lấy cái dép chạy nha chưa. Chặt nè. Cho thành rồng hay ra mất giống luôn. Mất giống đi. Bắn mệt quá bắn đi. Ủa chém mệt quá bắn đi. Xong. Mình bắn một cái nó cũng chết được. Nhưng mà tại vì mình muốn test thử sát thương của cây kiếm thôi. Nói chung thì nó cũng tương đối mạnh đấy. Và sau khi nổ Omicell, nó sẽ rơi ra cho mình một cái trophy, một ít lọ máu, cũng như là cả đống thịt luôn ha. Máu của con rồng thì mình có thể làm được giáp đấy, tương đối là khỏe. Rồi, và cái kiếm này thì mình sẽ test cho những con vật khác coi với sát thương của nó thì nó có thể quan sát được những cái con quái thường thường không. Đây là một câu hỏi cần phải có được câu trả lời ngay lập tức. Mình sẽ tìm trong này đi. Có quá chưa? À đây, bên đây thường thường sẽ có những cái con xương nè. Con xương phép thuật. Test thử luôn, nó xuất hiện là mình chặt nó một cái coi có ngỡm hay không nha. 21 sát thương đó. Hãy thể hiện sức mạnh của 21 sát thương nào. Đâu rồi? Sao mình nghe tiếng nó không thấy nó ta? À nó ở trên. Ui sao chui vô không được. Chui vô, nó đâu rồi? Có đồ ăn. Ủa nó đâu ta?
Núp đâu nhờ? À đây, trời ơi, nó núp ở ngoài. Thử một chặt coi coi chết không nha. À chết được. Những con xương tèn tèn như vậy là một chặt vẫn chết được ha. Nói chung thì một one hit là thấy mạnh mạnh rồi đó. 21 sát thương. Tốc độ đánh thì khỏi phải bàn, 5.2. Bình thường kiếm người ta có 1 chấm mấy à, cái kiếm này tới 5.2 lần, gấp 3 gấp 4 lần. Quá dữ luôn. Bên cạnh đó thì mình sẽ quay lại đây để hoàn thành cái thành tựu giết Naga ha. Tại vì lần trước mình dùng độc giết á nên nó không có tính thành tựu. Lần này mình sẽ trở lại. Đấy, đánh Naga bằng kiếm này thì hơi lâu nha. Ui ui, Naga không giữ. Bé nào không giữ. Bé nào không giữ nè. Lại đây, anh cho biết mùi sức mạnh mới của anh. Vô đây, vô đây. Hút đi, hút đi. Hút một lần là nhớ nhau cả đời. Ừ, hút đi, hút đi, hút đi. Hút nè, hút nè, hút nè. Ba chạc. Kiếm nhanh có khác, đánh một lần được ba cái luôn. Ui, nè nè. Hút nè, hút nè, một chạc. Dí theo luôn hai chạc. Ba chạc, bốn chạc, năm chạc. Ui, Naga, vô đây cưng. Vô đây cưng. Bye bye cưng luôn. Lần này mình giết bằng cây kiếm nên nó sẽ có thành tựu. Và mình lại có thêm vảy rồi. Chắc mình sẽ mang về để hoàn thành cái bộ giáp Naga luôn thôi. Trophy thì gớm quá, không nhặt đâu. Trophy đâu xấu quắc à. Nhìn thấy ghê. Hoàn thành bộ giáp từ vảy Naga thôi. Ôi, lần trước vảy Naga mình dục ở đâu ta? À đây nè, hình như đây. Làm bộ giáp đó nào. Áo, quần. Khi chế tạo thì sẽ tự kiểu như là enchant cho mình luôn á, và nó cho mình 7 giáp. Nếu mà mình không có bộ giáp hiện tại thì chắc đây là bộ giáp sẽ rất là tốt đây, cho tới 7 giáp lận. Và mình sẽ treo nó đâu cho đẹp đẹp đi ta. Chắc treo trên này quá. Đây, trên đây còn khá là nhiều ô nè, mình sẽ treo lên ha. Treo tèn tèn lên. Đấy. Ừ, ở dưới có cái trophy á. Mình lụm mình dục lên chảnh luôn. Để xấu dưới này, nhìn xấu cái phòng tầng dưới quá. Tầng trên ít lên nên mình gắn chắc không sao đâu. Đó, gắn vô. Hiện đi, hiện nguyên hình đi. Hiện cái đâu? Ủa, không hiện hả? Ui kìa, mình gắn cái trophy lên đó, nó không có hiện ra. Buồn vậy. Tưởng đâu hiện ra để mình... Ở nè, hiện nè. Hiện cái lưỡi luôn. Ghê quá. Rồi, và nói tóm lại, trong ngày hôm nay mình đã có thêm một cái vũ khí mới khá là lợi hại, cho mình tốc độ ngay khi cầm trên tay, đồng thời có lượng sát thương tương đối cao và tốc độ đánh cũng rất là nhanh nữa ha. Ngoài ra thì mình cũng đã tìm ra được kha khá những cái kim cương lửa, và từ từ mình sẽ làm hết những bộ giáp liên quan tới nó ha. Và cảm ơn các bạn đã đồng mình cùng mình trong chuyến khám phá ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn vào chuyến khám phá kế tiếp. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.